chuẩn võ sư Florence đã tới võ đường của Từ Hiểu Đông ở Bắc Kinh, sẵn sàng tỉ thí với võ sĩ MMA người Trung Quốc. Sau quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, Florence đã lên đường bay sang Trung Quốc với hy vọng được giao đấu với Từ Hiểu Đông. Theo nguồn tin của Trí Thức Trẻ, vào chiều qua 9 tháng 7, võ sư Pierre Florence, phái Vịnh Xuân Nam Anh, đã đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang Bắc Kinh, Trung Quốc với quyết tâm gặp gỡ và bày tỏ nguyện vọng được tỉ thí với võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông. Võ sư Trần Minh, đại diện của Florence ở môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, khẳng định rằng Florence đã lên đường từ 15 giờ chiều ngày 9 tháng 7. Anh ấy chỉ đi một mình, nhưng ngay khi sang Trung Quốc, Florence đã liên hệ với một số anh em người Việt Nam sống ở bên đó và một vài huynh đệ là người Trung Quốc ở trong một phái. Ngày hôm qua, sau khi tới Bắc Kinh thì Florence đã tới câu lạc bộ của Từ Hiểu Đông ở bên đó, nhưng đại diện của Từ Hiểu Đông nói rằng anh ấy có việc bận đi vắng. Do vậy, Florence hẹn ngày hôm nay sẽ quay trở lại. Chúng tôi cũng đã dặn Florence hãy quay video khi gặp Từ Hiểu Đông tại Bắc Kinh. Võ sư Trần Minh cho biết thêm, chuyến đi Trung Quốc lần này của Florence có thời gian khá eo hẹp. Tất nhiên, việc gặp trực tiếp để ngỏ lời giao đấu tới Từ Hiểu Đông cũng là một việc đầy khó khăn chứ không hề đơn giản. Song khó là một chuyện và có dám đến gặp hay không lại là một chuyện khác. Không phải là cùng môn phái mà tôi ca ngợi anh ta đâu, nhưng bản thân tôi thấy Florence là một người rất dũng cảm. Trước khi Florence đến Bắc Kinh thì cách đây vài ngày, truyền thông Trung Quốc, trong đó có tờ báo South China Morning Post, đã đăng tải thông tin võ sĩ người Canada muốn thách đấu Từ Hiểu Đông. Đây là lần hiếm hoi võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông nhận được lời thách thức một cách nghiêm túc từ nước ngoài. Tờ báo Trung Quốc tỏ ra khá ấn tượng với những kỹ năng chiến đấu của Florence. Ngoài hai trận giao lưu ở Việt Nam năm 2017, thì màn giao lưu mới đây tại Hà Nội với võ sĩ tán thủ nghiệp dư Lưu Cường đã chứng minh rằng Florence sẽ đủ khả năng để thi đấu sòng phẳng với Từ Hiểu Đông. Cộng thêm sự tương đồng về thể hình và tuổi tác, thì đây sẽ là cuộc tỉ thí hứa hẹn rất hấp dẫn nếu trường hợp võ sĩ MMA chấp nhận lời thách đấu. Theo kế hoạch thì Florence sẽ quay trở lại võ đường của Từ Hiểu Đông trong sáng ngày 9 tháng 7. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc thách đấu này. Từ Hiểu Đông sẽ nện cho Florence một trận nên thân. Nhà báo Nicholas Atkin của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng nhận định rằng chuẩn võ sư Pierre Florence không có cửa để đấu với Từ Hiểu Đông. Florence dường như chỉ muốn quảng bá cho bản thân. Nếu Từ Hiểu Đông đấu với Florence, anh ta sẽ nện cho đối thủ một trận nên thân, bất kể luật thi đấu của hai bên là MMA hay kickboxing. Tôi vẫn tin họ Từ sẽ hạ gục Florence dễ dàng, phóng viên người Anh trả lời với zing.vn. Cũng theo tờ báo từng viết cho ESPN, Florence nếu có gặp Từ Hiểu Đông cũng khó tỉ thí được. Võ sĩ MMA nghiệp dư sẽ không muốn phí thời gian đấu với đối thủ vô danh. Thậm chí nếu giành chiến thắng, thành quả thu được của họ Từ cũng là con số 0. Trận đấu của Florence và Từ Hiểu Đông nếu có diễn ra nên được tổ chức tại Việt Nam. Khi đó người hâm mộ võ thuật sẽ chú ý hơn rất nhiều. Dù vậy tôi vẫn tin Florence sẽ đại bại trước tay Từ Hiểu Đông. Trình độ của họ Từ vượt trội hơn Florence, nhà báo Atkin nói. Theo tìm hiểu của tờ báo zing.vn, Florence đã bay sang Trung Quốc ngày 9 tháng 7 để tìm gặp Từ Hiểu Đông với mong muốn tỉ thí với võ sĩ MMA nghiệp dư. Trước đó, vị chuẩn võ sư sinh sống tại Canada chỉ trích họ Từ vì phát ngôn ngạo mạn và xúc phạm võ thuật truyền thống Trung Quốc. Thời gian qua, Florence có những chiến thắng gây tranh cãi khi tỉ thí các võ sĩ Việt Nam, từ võ sư Đoàn Bảo Châu, Trần Lê Hoài Linh hay đến tay đấm nghiệp dư Lưu Cường. Họ đều có thể hình thua kém môn đồ Vịnh Xuân. Nhà báo Atkin cho rằng những trận đấu của Florence không công bằng. Cây bút người Anh cũng bày tỏ sự ngạc nhiên vì sao các võ sư Việt Nam lại đồng ý tỉ thí trong bối cảnh biết mình có thể hình mỏng cơm hơn đối thủ rất nhiều. Florence toàn đấu với những võ sư già hoặc đối thủ nhẹ cân hơn. Điều đó có gì thuyết phục đâu, nhà báo Atkin nói thế. Tôi theo dõi Florence thi đấu gần đây và nhận thấy trình độ của anh ta cũng rất bình thường. Florence nói mình học Vịnh Xuân nhưng lại toàn dùng kỹ thuật kickboxing để thi đấu. Phải chăng anh ta lo đòn thế Vịnh Xuân sẽ không phát huy được hiệu quả trong tính thực chiến? Nhà báo Atkin nhận định rằng. Tuyên bố chấp một tay, tổng đoàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh bị đối thủ đáp trả đầy mỉa mai.
võ sư Nam Nguyên Khánh tỏ ra bức xúc và cho rằng cách hành xử của tập đoàn chủ Nam Minh Kiệt là không thích hợp. Như thông tin chúng tôi đã đưa cách đây ít ngày, võ sư Nam Minh Kiệt, tổng đoàn chủ phái Vịnh Sơn Nam Anh đã gây xôn xao làng võ khi tuyên bố muốn chấp một tay và một chân để đấu với võ sư Nam Nguyên Khánh, trưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc. Mọi thứ bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ. Tổng đoàn chủ Nam Anh Kiệt cho rằng võ sư Nam Nguyên Khánh là một kẻ phản đồ của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, trước kia từng học võ của sư Nam Trinh, đệ tử của đại sư Nam Anh, nhưng lại phủ nhận gốc gác của mình. Do vậy, võ sư Nam Anh Kiệt mới đưa tuyên bố sẽ ra tay để dạy cho đối thủ một bài học. Những phát biểu của tổng đoàn chủ Nam Anh Kiệt khiến võ sư Nam Nguyên Khánh tỏ ra rất bức xúc. Trao đổi với báo chí Việt Nam, vị trưởng môn phái sinh năm 1962 cho rằng võ sư Nam Anh Kiệt quá ngạo mạn và cố tình xuyên tạc sự thật. Võ sư Nam Nguyên Khánh nói rằng, tôi là người đã tham gia dạy võ từ năm 1984 tới giờ. Tất cả mọi người đều biết tôi dạy võ ở khắp Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Tôi cũng từng dạy cả ở Lào, Malaysia. Võ đường của tôi được thành lập ngay tại trung tâm Hà Nội, thuộc quận Đống Đa, và tôi là người trực tiếp dạy ở các quận Đống Đa, Hoàng Mai và Cầu Giấy. Sở dĩ tôi muốn hẹn đấu với Nam Anh Kiệt ngày 3 tháng 8 tới tại Hà Nội là bởi trước ngày đó tôi có lịch lên lớp ở ngoài Bắc. Nếu thật ra tôi đấu ở đâu chẳng được, nhưng anh ta nói muốn chấp tôi một chân một tay thì tôi để học trò của tôi đấu, chứ tôi đấu làm gì. Anh ta quá trẻ con và cũng quá ngạo mạn. Tôi khẳng định lại rằng tôi đấu ở đâu cũng được. Tôi đã nhận lời thách đấu từ hôm thứ Bảy, nhưng không thấy họ trả lời gì. Mà cứ đêm ngủ, họ lại cho người nháy máy điện thoại, nhưng khi cầm điện thoại lên thì họ lại tắt máy. Nhưng cái đó quá là nhỏ mọn và tôi không thèm chấp. Có một chi tiết khác, đó là võ sư Nam Nguyên Khánh tự nhận mình là sư bá của võ sư Nam Anh Kiệt, trong khi võ sư Nam Anh Kiệt lại nhận mình là sư thúc của võ sư Nam Nguyên Khánh. Hơn nữa, võ sư Nam Anh Kiệt còn tố đối thủ là kẻ phản đồ của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Về điều này, võ sư Nam Nguyên Khánh phản pháo đầy bức xúc. Tôi xin trình bày luôn, học võ thuật cũng giống như học văn hóa. Học các môn toán lý hóa vậy, tất nhiên đi học là phải đóng tiền. Tôi đi học, tôi phải đóng tiền. Như các bạn có thể học một lúc nhiều môn khác nhau hoặc cùng một môn học có thể học nhiều nơi khác nhau. Tôi ngày xưa cũng học bên Nam Anh Kung Fu, tôi không phủ nhận điều đó. Đến năm 1997, tôi có rời Nam Anh Kung Fu, rồi vô tình được một người giới thiệu qua chỗ cụ Từ, là giáo sư Trần Văn Từ, hiệu trưởng trường Phan Xào Nam ở quận 3. Cụ Từ mất năm 2014, chính là sư huynh của cụ Hồ Hải Long. Vì thế tôi phải gọi cụ Hồ Hải Long là sư thúc. Mà sư thúc Hồ Hải Long của tôi lại dạy võ sư Nam Anh. Chính vì thế, xét về vai vế thì tôi là sư bá của Nam Anh Kiệt. Nam Anh Kiệt học võ sư Nam Anh từ năm 2010, còn tôi đã tách khỏi môn phái từ năm 1997. Do tôi dạy võ ở hai miền Nam Bắc nên tôi lấy tên là Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc, thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả, mà họ cứ tối ngày gọi tôi là kẻ phản đồ này nọ. Thời đại này là thời đại nào, nếu tôi làm sai thì pháp luật trừng trị tôi. Chứ bạn làm như báo, nếu bạn không muốn làm ở báo này thì bạn có quyền qua tờ báo khác làm, có gì sai đâu. Đó là hoàn toàn bình thường, như thế không gọi là phản. Vị trưởng môn phái Vịnh Xuân Quyền thậm chí còn cho rằng Nam Anh Kiệt có thể đã đọc quá nhiều chuyện kiếm hiệp nên không đánh giá đúng thực lực. Nói thật, Nam Anh Kiệt lúc học Nam Anh Kung Fu năm 2010 thì tôi đã dạy võ ngoài Bắc từ năm 2009. Tôi còn chẳng biết mặt mũi anh ta tròn méo ra sao. Tôi chỉ biết tới khi vào Sài Gòn, tôi cũng không hiểu tại sao anh ta lại buông ra nhiều lời lẽ để mạt sát tôi. Tôi thấy rất buồn cười. Tiện đây tôi cũng xin nói luôn rằng tôi và các võ sư ngoài Bắc rất yêu mến nhau, không bao giờ có chuyện tôi gây mất đoàn kết với họ. Chỉ có bọn họ xấu xa nên mới nói như vậy. Tôi đã dạy võ bao nhiêu năm từ xưa tới nay, ở rất nhiều nơi rồi, tôi chưa gặp ai dám ỉ mạnh đến mức đòi đấu với tôi chấp một chân và một tay. Thế mà Nam Anh Kiệt tuyên bố như vậy, thì tôi chẳng hiểu anh ta là người như thế nào. Có lẽ anh ta đọc quá nhiều chuyện Kim Dung rồi chăng? Nếu anh ta đòi chấp tôi một chân một tay, thì kể cả đánh với người bình thường không biết võ cũng chẳng đánh nổi, chứ đừng nói là đánh với tôi. Anh ta cũng nên biết rằng tôi cũng cao 1m73 và nặng khoảng 74kg, sức vóc cũng không phải là yếu. Anh ta là gì mà đã ngạo mạn tới như vậy?